Bảo Trân kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, Công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ 6 đối tượng trong băng nhóm gây ra các vụ cướp giật tài sản tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quận trong thời gian qua. Trong đó, Gia Huy, biệt danh Gùa đã bỏ trốn và Nguyễn Tấn Lộc là hai đối tượng cầm đầu. Qua công tác nắm tình hình và quản lý các băng nhóm có biểu hiện hoạt động trộm cắp, cướp giật tài sản, Công an quận 5 đã xác lập chuyên án, đấu tranh khám phá và bắt giữ các đối tượng trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản của mình. Các đối tượng trong độ tuổi từ 14 đến 17 đều đã nghỉ học, muốn có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật. Bọn chúng thường tụ tập vào ban đêm tại chợ Hòa Bình, sau đó bàn nhau rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn, tìm các cửa hàng tiện lợi có sơ hở để trộm cắp. Khi đến cửa hàng tiện lợi Family Mart trên đường Mạc Thiên Tích, phường 11 quận 5, Gia Huy phân công Lộc và Tâm vào cửa hàng lấy tài sản. Những người khác ở ngoài canh chừng và hỗ trợ chống trả khi bị nhân viên phát hiện. Thấy trong cửa hàng chỉ có một nhân viên trông coi, bọn chúng xông vào cướp giật hai thùng nước ngọt và một lốc nước ngọt loại 1,5 lít. Khi bị phát hiện truy đuổi thì bọn chúng dùng lời lẽ hăm dọa và lấy chai nước ném vào người nhân viên rồi tẩu thoát. Tài sản cướp được, cả nhóm chia nhau sử dụng hoặc đi bán rồi chia nhau tiêu xài. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận với thủ đoạn tương tự chỉ trong vòng 1 tháng, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, bọn chúng đã thực hiện 7 vụ trộm cắp cướp giật tài sản trên địa bàn quận 5, 3 vụ tại quận 8 và quận 10. Hiện Công an quận 5 đang tiếp tục xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Liên quan tới vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty PLC Vị Thanh, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Gia Phước, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, và Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển FLC Vị Thanh. Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển FLC Vị Thanh là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn 4 sao và chợ du lịch Sà No tại phường 1 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với tổng số vốn hơn 240 tỷ đồng. Tháng 9 năm 2020, dự án được khởi công và thi công một số hạng mục. Trong đó, hạng mục chợ du lịch Sà No dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2021. Thời điểm này, Phước và Dũng biết các kiosk thuộc dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, chưa đủ điều kiện huy động vốn, nhận tiền đặt cọc thanh toán tiền mua kiosk với khách hàng. Nhưng hai đối tượng này đã tổ chức quảng cáo bán sản phẩm trên mạng xã hội và đã bán cho nhiều người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hậu Giang xác định, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023, Phước và Dũng đã bán các sản phẩm kiosk cho 8 người, chiếm đoạt số tiền hơn 9,4 tỷ đồng để Dũng trả nợ. Số tiền thu được, Phước bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán của công ty, chuyển thẳng vào tài khoản của Phước và sử dụng vào mục đích cá nhân. Không dừng lại ở đó, Phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất hình thành và đất hình thành trong tương lai thế chấp cho ngân hàng vay 30 tỷ đồng. Ngoài ra, Phước còn nợ tiền của các công ty thi công xây dựng dự án trên 13,5 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phá thành công chuyên án làm rõ 5 đối tượng từ Quảng Trị vào Huế liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm xe mô tô. 5 đối tượng gồm Nguyễn Vũ Trung, Nguyễn Thành, Lê Tùng Dương và Phan Văn Hoàng Long cùng trú tại tỉnh Quảng Trị. Riêng Bùi Minh Hùng đã bỏ trốn. Bước đầu, nhóm này khai nhận gây ra 10 vụ trộm xe mô tô Honda Way trên địa bàn thành phố Huế. Lấy trộm được xe, các đối tượng chạy thẳng ra Đông Hà, Quảng Trị để tiêu thụ. Kết quả định giá tài sản 10 xe mô tô Honda Way của các đối tượng lấy trộm có giá trị trên 100 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế đã bắt tạm giam 4 đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, cũng với hành vi trộm cắp tài sản, 3 đối tượng bao gồm Nguyễn Hoàng Trọng Khánh, Nguyễn Văn Thông và Hà Hải Đăng cùng trú tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận trưa ngày 27 tháng 12, Khánh cùng với Thông và Đăng bàn bạc thống nhất thuê xe ô tô tải để đi trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi thuê được chiếc xe ô tô mang biển số 65H00241, Khánh điều khiển xe chở Thông và Đăng từ thành phố Cần Thơ lên An Giang tìm tài sản trộm cắp. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến khu vực xã Núi Tô, huyện Chi Tôn, phát hiện nhiều lốp xe ô tô để bên đường mà không có người trông giữ, các đối tượng đã xuống khiêng lên xe ô tô. Khi đang khiêng thì bị người dân phát hiện, các đối tượng liền bỏ xe để chạy. Khi đến khu vực xã Châu Lăng, 3 đối tượng đã bị lực lượng công an đang trên đường tuần tra phát hiện bắt giữ cùng với tang vật.
Thưa quý vị, lợi dụng sơ hở của người dân đậu xe ô tô ở khu vực vắng, không có người trông coi, kẻ gian đã nhanh chóng đập kính, phá cửa để trộm cắp. Đây là hành vi không mới, thế nhưng để lại hậu quả nặng nề và cũng là bài học đắt giá cho nhiều người khi chủ quan với chính tài sản của mình. Vâng, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cũng vừa bắt giữ một đối tượng với hành vi tương tự. Điều đáng nói, đối tượng đã thực hiện hành vi trên tại nhiều tỉnh thành và lấy đi tài sản có giá trị. Camera ghi lại được hành vi của đối tượng này. Chưa đầy 5 phút đồng hồ, kính xe đã bị đập. Tài sản trong xe đã được đối tượng trộm cắp. Qua quá trình trinh sát, đội cảnh sát hình sự công an huyện Gia Lâm đã bắt được đối tượng Ngô Tuấn Hưng, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, là tác giả của những vụ đập kính, trộm tài sản thời gian vừa qua. Bắt đầu tôi có đi có mỗi tô vít với cả quần áo mưa với cả đi khi đi thì tôi có đeo găng tay là khi đi thì tôi đi xe máy của tôi và đi đến một địa phận ở đấy thì tôi có lấy túi bóng tôi che biển số xe lại để thực hiện hành vi trộm cắp của tôi. Thì tôi đi ngoài đường thì thấy những chỗ nào, những chỗ xe ô tô mà đỗ mà không có người trông coi thì tôi ngó và tôi tìm xem có tài sản sơ hở thì không tôi lấy. Thực tế, hành vi đập phá cửa xe ô tô để trộm cắp tài sản đã diễn ra từ lâu. Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng không ít người vẫn rất chủ quan. Coi xe ô tô là nơi cất giữ nhiều đồ vật, tài sản có giá trị, tạo cơ hội cho đối tượng xấu thực hiện hành vi. Thứ nhất là cũng gần dịp Tết nên là tình hình tội phạm rất phức tạp. Trong đó là có tội phạm trộm cắp tài sản. Về cái đối tượng, công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản với hình thức đập kính xe ô tô để lấy tài sản bên trong. Cái từ vụ việc mà cơ quan điều tra phát hiện thì đã cảnh báo người dân là thứ nhất là việc để xe ô tô nên để xe ở những nơi mà có bảo vệ trông coi. Phải cảnh báo người dân là không được để tài sản sơ hở dưới mọi hình thức để đối tượng có thể lợi dụng vào cái sơ hở này để thực hiện hành vi phạm tội. Tháng giáp Tết, một lần nữa nhắc lại người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tăng cường lắp đặt hệ thống camera giám sát, không để xe ở nơi vắng vẻ, không để vật dụng tài sản có giá trị như tiền mặt, điện thoại trong xe ô tô. Bên cạnh đó, cơ quan công an mong người dân tích cực phối hợp, tố giác tội phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm một cách hiệu quả. Thưa quý vị, hôm nay ngày 25 tháng 1 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Và trong kỳ điều hành ngày hôm nay, giá xăng được điều chỉnh bật tăng mạnh, trong khi giá dầu chỉ tăng nhẹ so với kỳ trước. Cụ thể, từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, xăng E5 RON 92 tăng 753 đồng một lít, xăng RON 95-3 925 1 đồng một lít, dầu diesel 182 đồng một lít, dầu hỏa tăng 8 đồng một lít, chỉ duy nhất dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 14 đồng một kg. Cũng trong kỳ điều chỉnh của ngày hôm nay, giá điều hành trích lập quỹ bình ổn giá đối với dầu mazut ở mức là 300 đồng một kg, không trích lập quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu, diesel và dầu hỏa. Bên cạnh đó, không chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an thành phố Thuận An phát hiện bắt giữ đối tượng Trần Duy Thiên, quê tại tỉnh Quảng Ngãi về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tiến hành kiểm tra hành chính tại căn nhà số 4/456, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao do đối tượng Trần Duy Thiên thuê để ở, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ 4 khẩu súng ngắn và 59 viên đạn các loại. Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Trần Duy Thiên khai nhận số súng và đạn trên được mua từ Campuchia rồi mang về nơi ở cất giữ và dùng phòng thân. Phòng Cảnh sát Hình sự đã bàn giao toàn bộ vụ việc đối tượng tang vật cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Khánh Tâm, trú tại thành phố Nha Trang, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 80 gram ma túy. Trước đó, đối tượng bị bắt quả tang khi mang trong người 2 bịch ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng. Khám xét khẩn cấp căn phòng trọ mà đối tượng Tâm thuê ở đường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, lực lượng công an đã phát hiện thêm 7 bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng và 3 viên nén.
Đối tượng khai nhận là ma túy đá và ma túy kẹo, mua của một người không rõ lai lịch ở thành phố Hồ Chí Minh về để phân nhỏ bán lại kiếm lời. Khi đang tiến hành bán ma túy cho Võ Thị Hiệp, trú tại thành phố Cam Ranh, thì bị lực lượng công an phát hiện. Qua test nhanh, đối tượng Tâm và Hiệp đều dương tính với ma túy. Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng Dương Ngọc Huy trú tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Cạn đầu thú. Huy là một trong những mắt xích của đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web Bóng 88 do đối tượng Phạm Văn Dòng cầm đầu, có quy mô hơn 300 tỷ đồng. Vụ án gồm nhiều đối tượng và ở các địa bàn khác nhau như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Nội, Hưng Yên, được Công an tỉnh Bắc Cạn triệt xóa thành công vào tháng 8 năm 2023 tại huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn. Huy sau khi biết các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ đã rời khỏi nơi cư trú. Và sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Cạn phối hợp với gia đình vận động, Huy đã ra đầu thú. Hiện đối tượng đang được tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Công an thành phố Quảng Ngãi vừa triệt xóa điểm cho vay nặng lãi và hoạt động đánh bạc số lô số đề trong dịp Tết Nguyên đán, bắt giữ hai đối tượng. Qua điều tra xác định, đối tượng Phan Thị Mỹ Dung trú tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi đã dụ dỗ nhiều người trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi vay tiền với lãi suất từ 120% đến 240% một năm. Ngoài ra, Dung cùng với Nguyễn Thị Thu Thủy trú tại phường Chánh Lộ còn bị bắt giữ về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh số đề. Thủy là đối tượng trực tiếp thu tịch đề về nộp cho đại lý lớn của Phan Thị Mỹ Dung. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng. Gây ra một loạt các vụ đập phá kính xe ô tô trộm cắp tài sản, một nhóm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình khởi tố. Trước đó, trong đêm ngày 21, rạng sáng ngày 22 tháng 1, trên địa bàn thành phố Đồng Hới xảy ra nhiều vụ đập phá kính xe ô tô để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Lực lượng Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã xác minh, làm rõ và bắt nhóm đối tượng gồm Bùi Đức Bình, Bùi Đức Minh và Lưu Ngọc Tuân cùng trú tại thành phố Đồng Hới. Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận để có tiền chơi game nên đã rủ nhau thực hiện 7 vụ đập phá kính xe ô tô để lấy trộm tài sản trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Tăng vật thu giữ gồm một ná cao su, một viên bi sắt, hai xe mô tô là những công cụ phương tiện gây án cùng với một số tăng vật tài sản có liên quan.